sao? Hôm nay đi học con có tả về bạn thân. Thế à, bạn thân nghiệm. Thế à? Thế dạ. Con có thể đọc một bài đấy được không? Được mẹ ạ. Đọc. Bài làm. Em có một cô bạn thân tên là Trần Thị Thanh Huyền. Người bạn này em đã quen ở trên mạng được 4 năm. Hết năm vừa rồi, em và bạn ấy được gặp nhau tại Hà Nội. Đó là một trải nghiệm đáng nhớ của em. Tình bạn ấy sẽ gắn bó lâu dài để tình bạn không bao giờ xa nhau một tí nào. Bình thường, tình bạn chúng em hay nói chuyện với nhau qua Messenger và Zalo. Bạn ấy ở Ninh Bình nên cuộc gặp mặt chính thức lần đầu tiên của chúng em tại Hà Nội để có được lần đầu tiên gặp mặt này. Hai bọn em đã cố gắng học tập ngoan ngoãn để xin hai mẹ cho về Hà Nội chơi ở mấy hôm cùng nhau. Đầu tiên vào lúc 9 giờ sáng, bạn và mẹ bạn ý đứng ở dưới tầng 1 chờ em với cả mẹ em xuống đón. Lúc em xuống, em rất sung sướng vì đã được gặp bạn ý ở ngoài đời. Em liền chạy xuống và ôm chặt bạn ý trong niềm vui sướng. Hai mẹ cũng được nói chuyện với nhau vài phút là mẹ bạn ý cho bạn ý ở một tuần bên đó. Mẹ dẫn em và bạn ý đi chụp ảnh kỷ niệm, đi khu vui chơi, ăn kem, mua sắm, đi uống nước và mua quần áo đôi giống nhau. Đặc biệt phải kể đến buổi ăn trưa ngày hôm đó, em và bạn được mẹ cho đi ăn lẩu tại quán ăn Hu Tông ở tầng hầm. Em và bạn ý ngồi cạnh nhau để ăn và cũng trò chuyện với nhau. Nổi bật nhất là em và bạn ý có cùng sở thích với nhau là món thịt bò. Khi ăn xong, mẹ dẫn em và bạn đi mua dép đôi, kẹp tóc, mắc khóa đôi cùng nhau. Sau những lần đi chơi, bọn em còn được ngủ riêng một phòng. Hai bọn em đều trò chuyện với nhau và trêu đùa nhau. Bọn em sau một tuần được vui chơi giải trí thì cũng đã đến ngày để chia tay nhau để chuẩn bị cho năm học mới. Năm học mới. Sao làm nữa? Lúc đấy mẹ nói quên mất rồi. Dạ, lúc này đang đọc tiếp rồi đã quên rồi à? Dạ, mà mẹ hiền. Thế thôi, thế thôi, nói tóm gắt nên là viết về tả về bạn Huyền. Em và bạn có một tâm trạng rất buồn bã khi chúng ta phải xa nhau. Cái lúc chia tay và chở bạn qua xe buýt để cho bạn về Ninh Bình thì cảm xúc của em và bạn ý rất buồn và khóc rất nhiều. Hai chúng em sẽ hứa với nhau, tình bạn này sẽ gắn bó lâu dài trong khoa học giỏi, nghe lời bố mẹ, thấy cô ông bà. Chúng em sẽ mong có nhiều chuyến đi như này một lần nữa. Khi em về Lào Cai là em lại tặng quà và gửi quà cho bạn. Cảm ơn một tình bạn chúng em mãi đẹp và lâu bền. Những kỷ niệm tình bạn đúng là chân thật. Nó xuất phát từ trái tim đến với trái tim. Bài văn này là một kỷ niệm đáng nhớ trong tình bạn của chúng tôi. Xin hết ạ. Trời ơi, thế là cô nào có nói gì không? Dạ, lúc đấy là con không lên. Lúc đấy là viết xong rồi. Chỉ viết xong thứ rồi. Thứ 6 gì? Mới lên nói. Ừ, thứ 6 mới lên được đấy à? Vâng. Thế là phải... Thế là thứ 6 về thuộc à? Thì viết được thì phải đọc được chứ. Phải không? Ok.